Và chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến một siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ, góc hai mặt tiền cực kỳ sang, tại trục đường chính Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 17 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà góc hai mặt tiền với vị trí rất đẹp, rất là thông thoáng. Căn nhà mình thì giá bán chỉ có 4.600.000.000 thôi, với diện tích ngang 4 sâu vào 12m, thiết kế trệt lửng 3 lầu, có tới 4 phòng ngủ, 5 toilet, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông bắc, có 4.6 thôi nha. Hẻm chết nhà, hẻm xe hơi, hẻm rộng 4m, giá cực kỳ thơm, cực kỳ rẻ. Tại trục đường chính Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 17 quận Gò Vấp, nằm ngay đối diện với siêu thị Lotte Max. Đấy, căn nhà góc hai mặt tiền rất thơm, rất rẻ, rất ngon. Giá thì cực kỳ thơm nha quý vị. Đây, chúng ta cùng xem này. Một căn nhà góc rất đẹp, rất là thông thoáng. Đường trước nhà là con đường rộng 4m, đường xe hơi, xe tải ra vào thoải mái. Đường hẻm cụt, cách trục đường chính Nguyễn Văn Lượng khoảng tầm 100m nha quý vị. Nằm trong khu đồng bộ. Và chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn nhà phố hiện đại rất sang, rất đẳng cấp. Đây, góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn. 4 x 12m, thiết kế trệt lửng 3 lầu, có tới 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Giá bán cực kỳ rẻ thôi, chỉ có 4.600.000.000, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Đấy, một căn nhà rất đẹp, rất sang. Sẽ có một cái khoảng mái thái che mưa, che nắng để cho đỡ bị mưa tạt vào cổng này. Ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh, bên trong có cửa nhôm Sinfa 4 cánh, cửa đẩy ra được hết luôn nha. Cửa giật 4 cánh được luôn. Trong đây là không gian phòng khách, sẽ được ốp sàn gạch 1m260, tặng lại sofa ra. Hai bên tường cũng được ốp gạch cao đụng trần. Đấy, căn nhà tặng full nội thất nha, giá bán có 4.6 thôi và vẫn còn thương lượng. Với một căn nhà trệt lửng 3 lầu, có tới 4 phòng ngủ và hẻm cũng được, hẻm xe hơi, nằm cách trục đường chính Nguyễn Văn Lượng chắc khoảng tầm 100m. Vị trí rất thuận tiện cho anh chị mua để ở, gần với trung tâm, gần với ngã năm. Ở đây cách ngã năm có 500m thôi. Cầu thang ốp đá hoa cương, trụ tay vịn gỗ cam xe và kính cường lực, đúc rộng tầm 80. Phòng bếp thì nhà mình sẽ được tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế này, tủ bếp gỗ an cường, có dán đá rất là cao. Trên thì có đèn chùm, sơn nước và ốp gạch bên hông tường rất cao, rất sạch sẽ luôn. Một căn nhà vừa mới xây, nhà xây ở, giá rất mềm, chỉ có 4.600.000.000 thôi. Nhà có tới 4 phòng ngủ nha quý vị. Và anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ này, hãy gọi trực tiếp về tới em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp này nha. Một căn nhà rất sang, rất đẳng cấp, giá mềm, công nhận đủ xây dựng hết đất luôn. Giá rất rẻ, rất ngon nha quý vị. Có 4.600.000.000 thôi. Cầu thang ốp đá hoa cương này, đúc rộng 80. Di chuyển lên tầng lửng sẽ là tiếp một phòng tiếp khách nữa nha. Hai phòng tiếp khách luôn. Nếu mà anh chị nào đậu xe máy nhiều, chúng ta đậu xe máy phía dưới. Trên này là phòng khách chính. Với nhà góc thì có cửa sổ bên hông. Đây thì ốp sàn gạch 1m260. Có sofa, có kệ tivi. Trên thì có đèn chùm, đèn led, thạch cao đầy đủ. Căn nhà giá rất rẻ, rất ngon. Đấy, cửa bên hông dày đặc, giá bán cực kỳ thơm. Chỉ có 4.600.000.000 thôi. Anh chị nào muốn mua sở hữu căn nhà đẹp giá rẻ nằm ngay trục đường Nguyễn Văn Lượng này, hãy gọi trực tiếp về Tem Hưng. Chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay vào luôn nha. Căn nhà siêu phẩm của quận Gò Vấp, giá cực kỳ mềm. Đặc biệt có tới 4 phòng ngủ nha anh chị. Nhà có tới 4 phòng ngủ, rất là ngon. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Toilet chung nha anh chị, hai phòng chung một nhà vệ sinh. Chúng ta có giường 1m6, cả vế nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Có ban công nhỏ nhỏ đằng trước. Tủ âm tường, máy lạnh Capper. Nội thất sẵn hết rồi. Anh chị chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Giá thì vô cùng rẻ mạt, chỉ có phải nói là rẻ thối luôn.
chỉ có 4 tỷ 6 thôi nha. Trệt lửng 3 lầu. Nhà xây rất cao, đúc tới 4 tấm rưỡi. Có cửa hậu, cửa sổ bên hông. Rất là mát và thoáng. Toilet thì đặt ở giữa. Đấy, có vòi inox, bồn cầu khối, gạch ốp cao lên đụng chân. Đây, bên hông này thì có đồ giếng trời này. Phòng số 2 nha. Phòng số 2 của anh chị này thì cũng đã được bố trí giường 1m6 cả với nệm, tủ quần áo, máy lạnh Capper, kệ tivi, bàn trang điểm đầy đủ hết luôn. Một căn nhà giá rất thơm, ngon bổ rẻ nha quý vị. Thơm như mít luôn. Có 4 tỷ 6 thôi. Và nằm ngay trục đường chính Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 17 Gò Vấp. Và rất gần với khu Cityland. Và đi lên Ngã Năm Trùng Chó chắc có 500 mét thôi. Tiến lên trên sẽ là không gian lầu 2, phòng số 3, số 4 nha. Giá rất là ngon bổ rẻ. Trên này thì ốp nhựa hết luôn. Đấy, trên này phòng rất đẹp này. Ốp sàn gạch 80, gạch trắng. Nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, cực kỳ là sang trọng. Giá thơm. Đấy, những anh chị nào muốn mua, muốn quan tâm đến căn nhà này, hãy gọi trực tiếp về tới em Hưng. Chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh ngay nha. Đăng ký kênh ngay vào luôn. Nhà đã có hết nội thất sẵn rồi. Giá thì thơm, có 46 thôi. Hai phòng chung vệ sinh. Bên này là khu vực phòng số 4 nha. Có bàn trang điểm, kệ tivi, giường, tủ quần áo, máy lạnh Capper. Đấy, 46, nhà cao lầu, nhiều phòng. Nếu anh chị nào muốn quan tâm, muốn sở hữu căn nhà này và gần trung tâm, ngay trục đường Nguyễn Văn Lượng thì hãy alo ngay và nhớ đăng ký kênh, bấm chuông nha. Đấy, và di chuyển lên phía trên. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, sân thượng trước sau giặt phơi đồ. Nhà xây tới 4 tấm rưỡi, xây rất cao. Nhà xây mới nha. Đây là không gian phòng thờ này. Trước này là khoảng sân thượng, anh chị trồng cây. Đấy, sân thượng trồng cây. Có đến một cái bộ ghế ngồi đây. Trên thì có làm mái kéo rồi. Đấy, mái dù kéo như kiểu quán cà phê vậy, khung sắt. Rất đầy đủ rồi nha. Phía trước này cây cối được trồng rất là đẹp. Giá thì ngon bổ rẻ, thơm như mít. Trên thì có luôn máy nước nóng năng lượng mặt trời, bình nước 1000 lít. Và đằng sau sẽ là không gian giặt sân phơi. Khu dự vực phòng giặt sân phơi thì chủ nhà cũng đã làm mái kéo phía trên luôn. Khung sắt đầy đủ hết nha. Đấy, nhà làm rất là đầy đủ. Mái kéo như kiểu quán cà phê vậy. Không sợ mưa. Và giặt phơi đồ thoải mái ngoài này. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.